Thì hồi nãy chú cũng vì đó là em phải không? Thì chị thay mặt cho em gái chị cũng gửi tới chú này, trả hết. Trả lời từ xa nè, trả hết cho người luôn. Rồi là để xin mời cô dâu chú rể ra sân. Dạ, mời cô dâu chú rể ra sân nhảy luôn em.